là bánh xe mai kéo chúng nó xoay vòng phố phường mình đi. Gọi xe kéo, gọi xe kéo, bạn có nghe tôi đọc không? Kết thúc. Chiwi đây, chúng tôi nghe, kết thúc. Có một chiếc xe tải trong rảnh gần đường cao tốc, họ cần một chiếc xe kéo, kết thúc. Nghe rõ, chúng tôi đang đến đây. Cảm ơn mẹ, kết thúc. Là bánh xe mai kéo chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bánh xe mai kéo chúng nó xoay vòng phố phường mình đi. Bà nghĩ tốt hơn là chúng ta nên bật đèn nhấp nháy. Còn có thể nhấn nút không? Chắc rồi đưa Huy, con đang làm rất tốt. Đèn trên xe mai kéo nhấp nháy liên hồi, nhấp nhấp nháy, nháy liên hồi. Đèn trên xe mai kéo nhấp nháy liên hồi phố phường mình đi. Nè, các bạn đi đâu đấy? Chúng ta sẽ kéo một chiếc xe tải ra khỏi rảnh. Ô ô, mình có thể đi cùng không? Chắc chắn rồi, lên xe. Xe tải kem, giờ đó là những gì tôi gọi là một trường hợp khẩn cấp. Chúng ta có thể kéo nó ra được không ba? Chúng ta sẽ thử. Là móc xe mai kéo hạ xuống kia kìa, xuống xuống xuống, xuống kia kìa. Là móc xe mai kéo hạ xuống kia kìa phố phường mình đi. Điều đó có vẻ tốt. Tài xế xe mai kéo lá, tốt hơn dừng lại, tốt hơn dừng lại, tốt hơn dừng lại. Tài xế xe mai kéo lá, tốt hơn dừng lại phố phường mình đi. Động cơ xe mai kéo kêu rum rum rum, rum rum rum, rum rum rum. Động cơ xe mai kêu kêu rum 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 phố phường mình đi. Yay! Là bánh xe mai kêu chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng. Là bánh xe mai kéo chúng nó xoay vòng phố phường mình đi. Nào các con, hôm nay là thứ bảy, các con có biết điều đó ý nghĩa gì không? Ngày ăn kem. Nào cùng đi, bước chúng ta đi, chúng ta đi. Hội chợ đen là thời gian chúng ta rất yêu, có kem bạn biết không nào? Sô-cô-la kia là giống, là dành cho bạn và tôi. Có rất nhiều thứ đi nào, chúng ta hãy chờ xem. Đây kem đây, ngày chúng ta thích và yêu. Nếu thích kem giống chúng mình, nào cùng đi ta ăn nhé. Đây kem đây, bọn tớ ăn chung và chơi. Giống chúng mình, nào cùng la to lên. Yeah! Mẹ ơi, con có thể ăn kem sô-cô-la và bông đường không? Tất nhiên. Và làm ơn cho con xin vani với siro dâu tây. Nghe ngon đấy. Người đàn ông ấy bán kem, ông ấy rất tuyệt, ông ấy bán kem. Người mà ta rất rất yêu, ta mong yêu ông yêu hoài. Là vani với kia là dâu, ta muốn được dành phần cho. Của ta là sô-cô-la kẹo bông với đường. Đây kem đây, ngày chúng ta thích và yêu. Nếu thích kem giống chúng mình, nào cùng đi ta ăn nhé. Đây kem đây, bọn tớ ăn chung và chơi. Nếu thích kem giống chúng mình, nào cùng la to lên. Yeah! Mẹ và ba ơi, ba mẹ không muốn ăn kem sao? Chà, mẹ nghĩ ăn một chút sẽ không sao. Người đàn ông, ông ấy bán kem, rất dễ thương, ông ấy bán kem. Giờ nhờ ông hãy giúp chúng tôi đãi kem cho ba mẹ nào. Là một bánh mình cùng chia, trong hình nón một muỗng thôi.
ấy thế là đủ cho chúng mình ăn rất ngon. Đây kem đây, ngày chúng ta thích và yêu. Nếu thích kem giống chúng mình, nào cùng đi ta ăn nhé. Đây kem đây, bọn tớ ăn chung và chơi. Nếu thích kem giống chúng mình, nào cùng la to lên, yeah! Nào các con, về nhà thôi. Cảm ơn ba mẹ vì ngày hôm nay thật tuyệt. Ôi con, trời mưa rồi. Nhanh lên các con, trở vào nhà thôi. Mưa này đi đi nào, trong một ngày khác mưa hay về. Em bé thì chúng muốn chơi đùa, mưa đi nào hôm khác hay về. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Em bé thì chúng muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Bé trai thì chúng muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Mẹ thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Chị thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Mưa này đừng đi mưa à, mưa nơi này nhé mưa cả ngày. Ba thì muốn chơi đùa, mưa tiếp tục suốt cả một ngày. Nhìn kia, trời đã ngừng mưa. Hoan hô! Mưa này mưa đi đi rồi, trong một ngày khác mưa hay về. Đến lúc bọn mình vui chơi rồi, ngày đẹp với ánh nắng chan hòa. Năm mèo bé con cùng nhảy với nhau trên giường, một ngã lăn té ngã đập đầu. Bác ba gọi bác sĩ và bác sĩ liền nói rằng: mẹ mèo con này không được nhảy trên giường. Bốn mèo bé con cùng nhảy với nhau trên giường, một ngã lăn té ngã đập đầu. Bác ba gọi bác sĩ và bác sĩ liền nói rằng: bé mèo con này không được nhảy trên giường. Ba mèo bé con cùng nhảy với nhau trên giường, một ngã lăn té ngã đập đầu. Ba ba gọi bác sĩ và bác sĩ liền nói rằng: bé mèo con này không được nhảy trên giường. Một ngã lăn té ngã đập đầu. Ba ba gọi bác sĩ và bác sĩ liền nói rằng: bé mèo con này không được nhảy trên giường. Một mèo bé con chú nhảy ở trên kệ giường, rồi ngã lăn té ngã đập đầu. Ba ba gọi bác sĩ và bác sĩ liền nói rằng: nhảy trên giường. Rồi mèo bé con không thấy nhảy ở trên giường là vì ngã lăn té ngã đập đầu. Ba ba gọi bác sĩ và bác
taxi liền nói rằng: đặt tất cả mèo con trở lại trên giường. Tất cả các con có thích sân chơi không? Dạ thích. Đó là một câu trả lời hay. Nói dạ là một cách tuyệt vời để giữ hạnh phúc. Dạ. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói và ý ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi trước đi hôm nay suốt ngày. Vâng vâng, dạ à, trước thôi hôm nay cả ngày. Vâng vâng, vâng vâng, chúng ta trước và vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói và ý ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi đến chơi xích đu suốt ngày. Vâng vâng, đến chơi xích đu suốt ngày. Vâng vâng, vâng vâng, xích đu chung mình vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi. Chúng ta có từ, từ mà ta biết, đơn giản ai cũng biết mà. Nếu khi ta nói và ý ta muốn vậy, chúng ta hạnh phúc cả ngày. Thử đi ta nhé, nào bạn hơi leo lên thanh đu suốt ngày. Vâng vâng, dạ à, leo lên thanh đu suốt ngày. Vâng vâng, vâng vâng, ta leo chung mình vui chơi. Vâng vâng, dạ à, tiếng vâng ta yêu nói hoài. Vâng vâng, vâng vâng, tốt nhất là từ vâng thôi.